Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, vấn đề đặt ra với thành phố Đà Nẵng. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cho biết, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố đến năm 2030, trong đó xác định ưu tiên phát triển công nghiệp thiết kế sản xuất vi mạch. Từ chủ trương của Đảng và Nhà nước, kết quả quan hệ và hợp tác quốc tế đã mở ra cho Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng trong tham gia chuỗi cung bán dẫn vi mạch toàn cầu. Đây là động lực để Đà Nẵng tiếp tục phát triển, phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, nhất là con người. Theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2022, kinh tế số của thành phố đóng góp 19,76 GDP. Đến nay, Đà Nẵng có 2.450 doanh nghiệp công nghệ số, đứng thứ hai toàn quốc và gấp 3 lần trung bình toàn quốc, có 46.000 nhân lực công nghệ số. Hiện các trường đại học, cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố đã sớm đón đầu, thông qua hình thành các khoa đào tạo chuyên ngành vi mạch điện tử. Mỗi năm có khoảng 750 sinh viên chuyên ngành liên quan đến điện tử vi mạch tốt nghiệp. Tuy nhiên, đa phần các trường đại học hiện nay chưa có một chương trình đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch bán dẫn, mà chủ yếu là trên cơ sở các ngành liên quan. Nhiều vấn đề được các doanh nghiệp, trường đại học đặt ra tại hội thảo: đào tạo nhóm kỹ sư hiện có, chính sách cho sinh viên tham gia học chuyên ngành vi mạch bán dẫn, thu hút các chuyên gia, đầu tư phát triển cho một số doanh nghiệp vi mạch hiện có, xúc tiến và thu hút doanh nghiệp lớn để có sự lan tỏa. Chất lượng về kỹ sư từ các em sinh viên năm cuối mà sau đó chúng tôi đào tạo lại để trở thành các cái kỹ sư ở khu vực Đà Nẵng là rất là tốt. Vì vậy cho nên là chúng tôi thấy rằng là nếu như với cái sự hỗ trợ của chính quyền Đà Nẵng để làm sao đấy có nhiều các em sinh viên theo học cái ngành khá khó này, đó là những cái cơ bản về điện điện tử và sau này là trở thành những cái kỹ sư thiết kế chip, thì chắc chắn là các trường đại học ở Đà Nẵng sẽ cung cấp cái nguồn nhân lực chất lượng cao đủ cho các công ty đến để đầu tư mở các cái trung tâm thiết kế tại Đà Nẵng. Chúng ta có thể có rất nhiều cách để đào tạo. Cách đầu tiên mà để nhanh nhất là chúng tôi sẽ chuyển các sinh viên mà đã gần tốt nghiệp ngành IT đào tạo thêm 3 tháng, 6 tháng nữa để có chứng chỉ, có thể làm việc trong ngành công nghiệp. Bây giờ trước cái cơ hội lớn về vi mạch bán dẫn thì tất nhiên là FT sẽ tiếp tục đồng hành và đồng hành mạnh mẽ hơn nữa với Đà Nẵng. Đầu tiên là chúng tôi dự kiến là sẽ đào tạo 10.000 kỹ sư vi mạch và bán dẫn tại thành phố Đà Nẵng. Thứ hai là chúng tôi sẽ tập hợp các cái chuyên gia về ngành vi mạch bán dẫn từ Mỹ, từ Nhật, từ Hàn Quốc, từ Đài Loan về với Đà Nẵng. Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao các tham luận, ý kiến tư vấn tâm huyết của các chuyên gia, nhà quản lý, các nhà khoa học, doanh nhân, hiệp hội, tổ chức, đặc biệt là những cam kết mạnh mẽ từ các đại biểu đối với sự phát triển nguồn nhân lực, phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn thành phố. Và hy vọng các cam kết này sẽ chuyển hóa thành thực tiễn sau hội thảo. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh đến những giải pháp cụ thể thành phố cần ưu tiên triển khai trong thời gian đến, nhất là thu hút các chuyên gia trong lĩnh vực này. Tôi đề nghị thành phố nhanh chóng triển khai xây dựng cái đề án về phát triển nguồn nhân lực vi mạch và bán dẫn của thành phố Đà Nẵng. Và trước mắt thì tôi đề nghị là thành lập ngay cái tổ công tác và tư vấn liên ngành với sự tham gia của các sở ngành và mời các cái chuyên gia các bộ ngành trong và ngoài thành phố, và tôi đề nghị có thể mời cả chuyên gia nước ngoài. Ủy ban khẩn trương đề xuất một số các cái cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển cái nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn trên địa bàn thành phố để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Cái này thì nó rất là cụ thể. Theo tôi nó có mấy cái việc như này. Một là đề nghị là nghiên cứu cơ chế để thu hút chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về Đà Nẵng làm việc để chuyển giao tri thức, kinh nghiệm với các cái hình thức thu hút làm việc ngắn hạn và kể cả dài hạn, hoặc là liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoặc là tham gia các sự kiện, hội nghị, hội thảo. Bí thư Thành ủy cũng nhấn mạnh, để có thể phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn, tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn, vi mạch, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các bên, nhất là giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay là không có thể một doanh nghiệp nào, một ai có thể là làm được cả một cái công đoạn
về sản xuất chip mà đòi hỏi cái sự liên kết. Hôm nay thì các chuyên gia cũng phát biểu và cũng thống nhất rất cao, thì tôi đề nghị là chúng ta phải có một cái quyết tâm và phải có một cái tinh thần đoàn kết dân tộc để mà làm cái việc này và có một cái sự gắn kết và tạo ra một cái hệ sinh thái. Bởi vì câu chuyện đặt ra là chúng ta đào tạo bằng cái gì, đúng không? Không thể đào tạo chay được, và chúng ta phải có đào tạo theo cái đơn đặt hàng của các doanh nghiệp và cái nhu cầu đó. Bí thư Thành ủy mong muốn các chuyên gia, nhà quản lý, các nhà khoa học, doanh nhân, hiệp hội, tổ chức tiếp tục có những tham mưu ở tầm vĩ mô để thành phố có những kiến nghị đề xuất với Chính phủ, Quốc hội về các cơ chế cụ thể trong lĩnh vực này. Các ngành liên quan tích cực hỗ trợ điều phối, kết nối các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chủ động đặt hàng các nhiệm vụ về khoa học công nghệ trong thời gian đến.